Năm 2024, Long An xác định mục tiêu tập trung phát huy tối đa tiềm năng lợi thế, tăng cường hội nhập, hợp tác, tăng tốc phát triển nhanh bền vững, triển khai hiệu quả quy hoạch tỉnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình đột phá, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của cả hệ thống chính trị, còn có sự đóng góp tích cực của báo chí trong truyền thông các sự kiện thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Do vậy, đảng bộ chính quyền Long An mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh tiếp tục phối hợp đồng hành để thông tin tuyên truyền kịp thời, chính xác, đầy đủ và quảng bá toàn diện kinh tế xã hội nhằm tạo sự thống nhất đồng thuận giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Giới quyết tâm cao cùng tinh thần tư duy mới và phương châm kỹ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững năm 2024 là năm có vai trò quyết định để Long An tăng tốc phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ tỉnh và đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.